4 mẹo ăn uống giúp tối ưu hóa quá trình tập luyện. Nếu biết kết hợp giữa ăn uống và tập luyện sẽ tạo ra hiệu quả khác biệt trong khi luyện tập. Dưới đây là 4 mẹo giúp bạn tối đa hóa bài tập và hiệu quả tập luyện. 1. Ăn sáng lành mạnh. Ăn sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nếu bạn có thói quen vận động vào buổi sáng, tốt nhất nên kết thúc bữa sáng ít nhất 1 giờ trước khi tập luyện. Nghiên cứu đã cho thấy, việc ăn hoặc uống carbon hydrate trước khi tập thể dục có thể cải thiện hiệu suất tập luyện và cho phép bạn tập luyện trong thời gian dài hơn hoặc ở cường độ cao hơn. Nếu không ăn, bạn có thể rơi vào trạng thái uể oải hoặc cảm thấy choáng váng khi tập luyện. 2. Ăn nhẹ. Trong quá trình tập luyện, việc giải phóng calo có thể khiến bạn đói. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể ăn nhẹ trước và trong quá trình luyện tập. Quan trọng, hãy lắng nghe cơ thể bạn cần gì. Trong trường hợp bạn tập luyện dưới 60 phút, có thể cơn đói làm bạn mất tập trung, vậy hãy bổ sung một chút đồ ăn nhẹ trước khi tập. Nếu bạn tập luyện trên 60 phút, bạn hoàn toàn có thể bổ sung đồ ăn nhẹ, đồ uống trong lúc luyện tập. Lúc này, việc tiêu thụ carbon hydrate, chất điện giải và chất lỏng trong quá trình luyện tập khá lý tưởng để bổ sung dự trữ glycogen và ngăn ngừa mất nước. 3. Dinh dưỡng sau tập luyện tập trung vào sự kết hợp giữa protein, carbon hydrate và chất lỏng. Bạn nên tiêu thụ 10 đến 20g protein sau khi tập luyện, tùy thuộc vào trọng lượng cơ thể, loại bài tập bạn đã hoàn thành. Hãy điều chỉnh tỷ lệ carbon hydrate so với protein. 4. Uống đủ nước. Đốt cháy calo trong quá trình luyện tập sẽ khiến cơ thể bạn toát mồ hôi, vậy nên đừng quên uống nước. Bạn cần uống đủ nước trước, trong và sau khi tập luyện để giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước. Tuy nhiên, nếu bạn luyện tập trên 60 phút, bạn cần bổ sung bằng đồ uống thể thao có chứa carbon hydrate. Chúng sẽ giúp bạn duy trì sự cân bằng điện giải của cơ thể và cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn.